nhớ rằng nó chẳng phong gì cho lên cho tụ nó nó cũng cho nên nó cụ thế bây mùa nó bị châu sai dông nó xả sai dông nó trên cổ chua nó cho nên một sai lời bỏ bỏ hay cứ xe à sinh chế cho nhà đó nào lúc sạt thiên là ủy ban xã nó nữa một chút cơ là nó ta bây mà chỉ tua ta xuống đi thì à gì mà ta xuống rồi thì bỏ hoa thế nào thì bỏ gì chùa dùng nữa thì cho nên bên mùa say lò rẻ nữa mong mà tôi chung cần cầu thế thì mà chỉ tôi chung thể thế vui chưa kìa chỉ tôi đó chê vào trong cân cầu lên này bỏ để nó nữa cái gì cái lông nó là một hòn nó nữa mong mà tôi trong cân cầu lên này bỏ nó nữa không lan liên không lan chua không lan đâu được một nào đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Thank you.
ตัวจุ้งเก่งเก่าหล่อเจ๋งเลยในปอนในนอนเนี่ยที่กูมาทายในนอนตัวเป็ดใช้วิ่งเราชงนอนชงว่าเส้นกูจัวนั่นแต่เป็นลูกสาวใช้ยงนอนเนี่ยกูให้กูเชี่ยวละมัวหุ่นเก่าละมัวปอปอละมัวเนี่ยเจ้าตัวใช้ละมัวอย่างเก่าตอนแต่นอนเจ้าตุ้งใส่ลัวจิงหัวลัวซื้อแล้วกูตัวปอปอชิ่งแต่นอนเนี่ยเจ้าตอนเด็กตอนจะเหนื่อยเจ๋งเลยอ่ะแล้วกูปอปอตัวตอนเด็กก็
cũng nó tổ chính giờ nó tắt tỏi ba hay cái xe nó tắt tỏi hay cái xe nó đấy nó chơi chỗ như sợ đỡ can tôi này hả tôi là cũng cổng thép bé họ say đùa đấy tôi hay cái xe là mua là từ xuân ra xuân già là mua là để cân cầu để xì ăn tu là na thôi là na tu là na bỏ bỏ là lấy mua là để cân cầu như cho nhiệt khu tôi lấy nó để xì thì chỉ tu sửa tàu cho họ và luôn tu chỉ chụp phu bỏ phu mà để bỏ nó nữa. Thế cái mùa là chỉ thật ra nhảy cơ thì là sẽ được cú tua chống của lý này bỏ thì nó. Cho nên là sai thì nó sư mà cho nên một sai tôi giờ thật kỳ nữa. Thật kỳ chỉ nó đùa thì nó nói thì cũng thay nó đâu biết sai kỳ là rẻ sư là nó giờ tất cái cũng lò này nữa. Là rẻ cân cầu nữa thì cái khu cái xe là hay cái xe mua cũng cầu là lấy mua thì chỉ lúc chạy nó bỏ qua cần cầu thì cái mình vừa để đi tụ một chuyện tặng lại cũng thay nó biết sai căn tu này sẽ được học trò tu nó cũng sai đùa thế này dù là rẻ nữa.